Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, hơn 2.770 đảo ven bờ, cùng hàng loạt các bãi tắm đẹp từ Bắc vào Nam với những đặc trưng khác nhau. Đó là lợi thế thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển du lịch, nhiều bãi biển trở nên nhếch nhác vì rác thải. Từ những hành động nhỏ như nhặt rác thải sẽ lan tỏa đến cộng đồng, góp phần truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên đến với biển Tuy Hòa, thênh thang trên bãi cát dài, ấn tượng đập vào mắt hoa hậu Diệu Thúy đó là biển xanh, lôi cuốn, hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, dưới chân là rác thải có mặt khắp nơi. Không ngần ngại, chị đã vận động mọi người dân vừa tắm biển lên cùng chung tay nhặt rác thải, góp phần trả lại môi trường trong lành cho không gian biển Tuy Hòa. Thứ cảm nhận là cảnh đẹp, con người đẹp, nhưng mà có những người dân còn chưa ý thức đẹp, đó là xả rác ra môi trường. Từ sáng giờ thì Thúy cũng đi cùng với lại một số các anh chị ở đây là đi nhặt rác. Sau khi nhặt rác xong thì là rất là đẹp. Một ngày mới bắt đầu, mọi người cùng về với biển để hít thở không khí trong lành. Song chứng kiến thấy cảnh rác ở khắp nơi khiến ai cũng thấy buồn. Với các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Ngọc Trai như thành thói quen, ngày nào cũng vậy, sau khi luyện tập các bài nhảy, mỗi người một tay cùng thu gom rác. Đặc biệt, cũng như thông điệp mà Hoa hậu Diệu Thúy truyền đi, ai cũng thấy rõ hơn sự ảnh hưởng của rác đến với môi trường và cùng chung tay dọn dẹp rác thải để bảo vệ môi trường. Tôi đã cùng Hoa hậu đi nhặt rác và bỏ vào thùng rác, rồi cũng kêu gọi mọi người là hãy tham gia bảo vệ môi trường. Mình ăn thì mình sẽ có những cái thùng rác mình bỏ cho nó sạch đẹp môi trường. Mặc dù cái rác rất nhỏ nhưng mà chị ta vẫn là cố xuống để nhặt để mà cho cái môi trường của Phú Yên biển càng ngày càng đẹp hơn. Sau mỗi cuộc vui cùng người thân và bạn bè, vì thiếu ý thức mà nhiều người xả rác bừa bãi trên mặt biển. Mặc dù trên vỉa hè đã được lắp đặt các thùng rác thuận tiện cho người dân bỏ rác. Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có không dưới 1,8 triệu tấn rác thải nhựa không được xử lý. Nó đã và đang góp phần hủy hoại môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Hãy chung tay để mà làm sạch môi trường biển và để cho mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đấy là những cái mà Thúy rất là mong tất cả toàn thế giới, không riêng gì Việt Nam. Phú Yên từ lâu được nhiều người biết đến là xứ sở của hoa vàng cỏ xanh, nơi có bãi biển đẹp và hoang sơ, song từ những việc xả rác làm mất thiện cảm trong mắt du khách. Hy vọng từ những hoạt động nhặt rác thải như thế này sẽ góp phần tác động, làm thay đổi nhận thức, hình thành thói quen trong mỗi người để cùng hướng đến một môi trường sống không rác thải.